nha cả nhà. Lời nói đầu tiên Hải Bình xin chúc cả nhà buổi chiều thật là nhiều vui vẻ nha. Hôm nay mình sẽ đi kéo đập nha cả nhà. Nhưng mà kéo đập hôm nay lạ có một cái á, là tự động mình sẽ kéo đập, không mình không quay người ta kéo đập nữa mà sẽ tự động mình sẽ kéo đập. Thử coi hôm nay sẽ thế nào nha cả nhà. Hôm nay kéo đập có đồng hành với mình là có Tuấn nha cả nhà. Tuấn với cameraman ở Long An mới xuống nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Rồi bắt đầu giờ mình sẽ nhảy xong kéo đập cho cả nhà. Giờ phải sạc lại nội xong mới mò được cái đập. Tại mình mới mua cả nhà. Nếu như cả nhà mình cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hải Bình nha cả nhà. Hôm nay mình là biết cái hướng làm đâu. Hôm nay là tự trải nghiệm luôn, không quay đàn. Mình là tự trải nghiệm luôn cả nhà. Chiều cái giờ mấy anh em đi thả đập mực đó cả nhà. Mệt lắm. Ngó cái đầu mình cắm cây vô cả nhà. Mình mới mua mình thả luôn cả nhà ơi. Rồi xong. Coi cả nhà. Mát lắm nha. Chiều mát lắm. Trước mình hay đi kéo đập vườn út đó nha. Nay vườn út nghỉ nuôi hào rồi, mình bán dập về quê ở rồi nên qua mua lại dập của vườn út. Mình đi thả nên có cái mình trải nghiệm cho cả nhà mình xem á. Này mấy anh em mình thả mực cái nha. Giờ mập quá leo lên không được. Đang giữ eo đó cả nhà ơi. Vô xin bé lên. Thấy rồi cả nhà ơi, thấy được con tuột rồi. Thấy không? Thấy được con tuột rồi nha. Nó kêu như chim ri vậy hả? Cá kêu quá. Cá nóc kêu quá. Đó, thấy không cả nhà. Mình đi kéo người ta quay là mình thưa rồi. Giờ mình kéo luôn. Mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem luôn rồi. Em tuột đầu tiên. Một con đầu tiên. Con đầu tiên đấy. Thay mặt đầu tiên mà. Nhỏ nhoi vậy thôi. Đấy mà 40 con thì nó cũng một phát cái lực luôn. Vô tụng nè em. Sao mà em thoát coi anh được. Ta đây dài chứ coi nha. Sao lắm. Dài. Tưởng tôm sú chứ. Mình tưởng tôm sú chứ. À. Em chỉ cần hai thôi. Vậy là nó phụ con rồi. Nó con kỹ bắt cho nó mà nó phụ con. Con mực nữa nè cả nhà. Mực nữa cả nhà. Con sam nữa chứ. Con sam này là thấy là sam trứng là mình bán 10.000 con. Thấy không? Sam trứng á. Mà này sam trứng. Chứ sao tao không biết được trứng không? Sao sao? Ta lật lên này, ở đây chỗ này nó có nguyên cái đường trứng, mình ăn trứng nhảy ra là xem trứng. Còn xâm được cái đâu có trứng đâu. Không có tác dụng gì luôn hả? Quay mặt bên đây.
má nhìn cũng dao. Còn mực nang nữa cả nhà. Hai con luôn. Mày xuống sữa. Xuống sữa cả nhà. Xuống sữa. Wow, xuống sữa. Xuống sữa. Cả nhà, xuống sữa rồi cả nhà. Wow. Con mực tiếp theo cả nhà. Em nó là cho nó dùng. Đó. Hay cả nhà. Tiếp tục nữa cả nhà. Sợi tôm dữ lắm cả nhà. Quá trời tôm luôn. Em vô tụng nằm liền. Đi gì luôn. Luôn ha. Nên cái đói đã ghê luôn rồi nha. Cái đói này hơi bị deep á. Thank you.
đi. Thấy không? Ừ, lịch nè, lịch nước lợ á. Lịch chứ không phải lương á cả nhà. Vui dẹp. Này là phải cái trình lịch. Cái rô hả? Sao nó sống được hay nha? Quậy như mấy mực nang ấy. Cua Barbie nữa cả nhà. Đáng cua thì chứ. Cua sữa. Đừng cắn con ngang cố nha. Trời ơi, cua chán cua. Cua này người ta thả nuôi. Bây giờ cho thả nuôi nè, cua nữa nha. Cứ mỏ vô cua thì mỏ nè. Bỏ ăn thả nó. Thả vô xù. Chặt cây. Chặt gì? Sao con này nó hiện vậy? Sự tiền vô mặt anh hả? Chú bậy. Cho nó vô cho chặt cút. Cái hầm này mình chưa mua để mình đựng cua rồi cả nhà. Được 3 con rồi. Một đứa cả nhà ơi. Mình giữ.
con Đạt không? Rồi, xem nha, bộ nghề thường như xỉu hả? Đúng là chùm cuối cũng làm cái màn khói rộng. Nửa ký cũng được đó nha. Bắt đầu mình chìm lửa tôm đó. Anh em về tới nhà nè. Giờ mình sẽ đổ và mình lựa. Đổ cho mình lựa mực nang. Được mớ tôm cả nhà. Chung thả bên này cũng được mấy trăm cả nhà. Thả đi. Nó bự bự không cả nhà. Cái thùng để cá đúng không? Ừ. Điện nè. Điện quá trời nè. Này là ốc điện nữa nè. Thả mé đi con ốc điện. Cá heo này thì mình cá này thì mình giải xuống cho cá. Mấy một nàng đã. Ôi. Cá heo cá heo đi. Giờ mấy anh em cũng kéo đã xong rồi nè cả nhà. Lựa tôm cũng xong luôn rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu như cả nhà cảm thấy hay và thú vị thì hãy cho Bình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hải Bình Cuộc Sống Bạn Bè cả nhà. Để hãy Bình có thêm nhiều động lực để làm cho nhiều video trải nghiệm về cuộc sống miền sông nước, đánh rập thả lưới nha cả nhà. Xin chào và hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.